Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa cái từ khóa mật mã là token ngày 17 tháng 6 để chúng ta nhận được là 1 triệu xu. Các bạn lưu ý là với chữ T này nó sẽ có một dấu gạch trừ này. Với cái dấu này thì các bạn sẽ giữ tay nì vào màn hình, sau đó thì các bạn để khoảng 1 giây các bạn buông ra thì nó sẽ hiển thị lên cái chữ T. Còn với cái dấu chấm tròn này thì các bạn sẽ chấm tay vào màn hình xong các bạn nhấc ra luôn thì nó sẽ hiển thị lên dấu chấm tròn. Với những cái chữ mà nó có ba cái dấu gạch ngang này hoặc là hai dấu gạch ngang một chấm tròn này thì các bạn phải thao tác liên tục tay nhé, các bạn không được ngừng nghỉ, nếu các bạn ngừng ý, thì nó sẽ bị mất chữ nhé. Bây giờ mình sẽ vào trong tài khoản và hướng dẫn các bạn chi tiết cách để chúng ta giải mã cái từ khóa của ngày hôm nay. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấp tay vào cái mục thu nhập mỗi lần chạm này. Các bạn sẽ gõ 3 lần nhé. Và nó sẽ hiển thị lên cái chữ mật mã hàng ngày ở đây. Và nó sẽ có cái phông nền màu đỏ của cái con chuột này. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp tay vào con chuột này để chúng ta giải mã ký tự nhé. Chữ T đầu tiên thì các bạn sẽ giữ tay nì trên màn hình sau đó buông ra. Tiếp theo đến chữ O thì chúng ta sẽ giữ nì 3 lần liên tiếp nhé. Nó có 3 dấu gạch ngang. Tiếp theo đến chữ K thì có một dấu gạch ngang, một dấu chấm và một dấu gạch ngang này. Chữ E thì có một dấu chấm. Chữ N thì sẽ có một dấu gạch ngang và một dấu chấm. Như vậy là mình đã giải mã từ khóa thành công và mình sẽ nhận được là 1 triệu tiền thưởng. Mình sẽ nhấp vào mục nhận giải thưởng này. Ở đây các bạn lưu ý là mỗi ngày chúng ta sẽ vào điểm danh ở cái mục ơn này để chúng ta nhận thêm phần thưởng. Nó sẽ có cái mục cái biểu tượng quyền lịch này và các bạn sẽ nhấp vào mục danh sách nhiệm vụ nhé. Ngày điểm danh đầu tiên thì các bạn sẽ được 500k, cho đến ngày thứ 9 thì các bạn sẽ được 1 triệu này và ngày thứ 10 được 5 triệu. Tổng tất cả những cái giải thưởng của cái điểm danh hàng ngày này, nếu mà các bạn làm hết một vòng này thì các bạn sẽ được khoảng tầm 7 triệu nhé. Mình sẽ nhấp vào yêu cầu bồi thường để nhận được 500k của ngày hôm nay. Nếu mà các bạn bỏ lỡ một ngày nào đấy thì nó sẽ quay lại từ ngày đầu tiên cho các bạn nhé. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết cách để chúng ta giải mã từ khóa mật mã token để chúng ta nhận được 1 triệu xu. Các bạn nào chưa biết hoặc là chưa hiểu thì có thể là xem kỹ video của mình. Cần hỗ trợ thì có thể liên hệ với mình qua Zalo và trên ảnh trên đầu kênh của mình có cái số Zalo nhé. Các bạn có thể liên hệ với mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được 1 triệu xu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.